Hóng Sơ Si Biết. Tình hình phim của Nhật Ba. Đàm Tùng Vận lên sóng. Dương Tử và Thành Nghị bị trôi xấu. Tin tức Sơ Si Biết ngày hôm nay liên quan đến dàn sao Hoàng Ngự Đình Đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao. Thứ nhất, dù phát hành ca khúc mời nhưng Châu Kiệt Luân không có ý định tới đại lục tuyên truyền bởi anh sợ phải cách ly quá lâu. Thứ hai, gần đây Lý Vũ Xuân cũng tiếp xúc với một số nhà sản xuất để hát nhạc phim. Công ty cũng muốn nữ ca sĩ không cần phải yêu cầu cao về cấp bậc của phim nhận hát, như thế cũng dễ thu hút người hâm mộ hơn. Thứ ba, gia đình Đường Yên có mấy bảo mẫu liền, thế nhưng hầu như mọi chuyện của con gái đều do cô tự làm, kể cả chuyện đưa đón con đi học mẫu giáo. Bây giờ cô cũng ưu tiên chỉ nhận những công việc ở Thượng Hải, như vậy gần nhà tiện lo lắng cho gia đình. Thứ tư, mỗi ngày chậm vụn hương phai của Thành Nghị và Dương Tử đều bị dò dỉ một chút, đều là cảnh quay nét căng. Do đó có người hoài nghi đây chẳng phải bị ai chơi xấu mà là do chính nhà sản xuất cố ý lộ ra. Thứ năm, Hướng Gió Mà Đi của Đàm Tùng Vận và Vương Khải đã qua vòng xét duyệt, trước mắt sẽ đứng tạm trong danh sách phim chiếu hè. Bản thân Đàm Tùng Vận rất coi trọng bộ phim này, thành bại khi phát sóng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con đường tương lai của nữ diễn viên. Sau đợt đóng máy phim mới, Đàm Tùng Vận không có nhiều thời gian nghỉ ngơi mà sẽ vào tổ quay phim cổ trang luôn. Thứ sáu, từ khi ra mắt tới nay, tính tình cao ngạo của Trần Hiểu đã ảnh hưởng rất nhiều tới nhân mạch và tài nguyên của anh. Nhưng cũng may anh có diễn xuất nên thế nào cũng nổi danh, luôn được mời đóng phim. Thứ bảy, mối ràng buộc duy nhất giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy là con gái bé Tiểu Gạo Nếp. Thứ tám, lịch trình dạo này của Lâm Canh Tân kín mít, không có bất cứ khoảng trống nào. Thứ mười, gần đây chị Đường Đường đều ở trường quay ghi hình sâu, các nhà đài thường xuyên đẩy tài nguyên tạp kỹ cho cô ấy. Thứ 10, Đặng Siêu nghiện làm đạo diễn, Tôn Lệ cũng không ngăn cản mà hết mực ủng hộ. Mỗi bộ phim của anh ấy, cô đều giúp đỡ còn tích cực tuyên truyền. 11, Vương Nhất Bác không hề thiếu tài nguyên, hiện anh ấy đều tiếp xúc với những cơ hội tốt nhất trong giới. Tài nguyên 2 năm nay của anh chủ yếu bên màn ảnh rộng, phim truyền hình chỉ có dự án cực lớn, vai chỉnh phiền một. Hiện tại thì Địch Định Nhật Ba vẫn chưa xác định kịch bản, bên bộ cảnh sát vẫn còn đang thảo luận. Nhật Ba cũng không thích tham gia các show tạp kỹ cho lắm, ngay cả khi các phim mới chiếu, cũng chỉ tham gia một vài tiết mục để duy trì việc tuyên truyền cơ bản. Tài nguyên của Nhật Ba rõ ràng tăng lên đáng kể, có đủ tự tin để lựa chọn một kịch bản hay. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.